chỗ này làm sông tầm. Xe ra xe, cây ra cây, cỏ ra cỏ, đường đi bộ ra đường đi bộ, buôn bán ra buôn bán. Cho nên mình thấy người du khách tới người ta rất là thoải mái. Mình tới Ao Nang Landmark. Rồi, đây bán đồ khô, trái dải khô. Strawberry. Sầu riêng nữa nè. Đủ thứ đồ khô, đồ sấy. Để làm tóc cho mấy đứa nhỏ. Qua khu này đồ ăn nhạc. Ao Nang Landmark Market. Quá lớn. Nhiều đồ lưu niệm quá chừng ha. Đây có bán đồ khô, đồ sấy, quần áo phụ nữ, non băng chiêu. Souvenirs. Túi bớt. Khu này khu đồ ăn. Giờ mình đi vô trong khu đồ ăn nha. Quá chừng nhiều đó. Đồ ăn mà đồ ăn giống như street food đó. Vô đây thì mua rồi cầm tay ăn luôn. Trái cây bên đây. Giống như chả giò bên đó. Đây bán đồ biển. Đây sườn. Đây kiểu chắc của đại hàng Trung Quốc gì đó. Đồ biển, cá tươi. Đứa nhỏ cũng ra bán luôn. Cô đề ra đây ngồi ăn.
À, mấy cái bánh teriyaki hẳn cái này 3 cái 100 đồng nữa, xong mua 2-3 cái luôn. Nói đi. Đây con gái ra phụ mẹ chắc để làm bánh ở đây. Này 50 baht. Bên này 20. Bên kia bánh nướng xong rồi. Ok. Bỏ green tea paste. Rồi cái đó nghĩa là đậu đỏ đó. Đây giống như gỏi cuốn của Việt Nam mình á. Đây gỏi cuốn đây. Salad đủ thứ hết. Đây đồ biển. À, nướng tôm. Quầy bên đây bán trái cây. Thái noodles, đủ loại noodles. Creamy tom yum noodles soup. Rồi bán trái cây, xôi. Xôi với nước dừa nãy mình có ăn rồi, xôi nước dừa xoài, ngon lắm. Khoai tây. Đây gà chiên. Đây nước uống. Đây bắp. Chiên trĩ bắp nha. Đủ thứ hết. Mực nướng 3 xiên 50 baht. Này cũng quen rồi ha, làm cà rem. Quay đây. Đây bánh mochi ha. Cái chỗ này làm song tầm. Hello. Làm gỏi ha. Đi xuyên qua chỗ nhẹ. À. Dạ. Cho nó mới. À.
Rồi, phía trước này chỗ nít chơi, cha mẹ ngồi ngoài chờ. Bên đây nhạc, nhạc hát lớn rồi ta ngồi ăn uống. Khu nít chơi. Đây quần áo đây Hạnh thích rồi. Anh cầm chưa? Chào thím, thím mua gì đi thím? Thím đi mua đồ. Mua đồ. Đây, kẹp tóc đủ thứ. Này Hạnh thích lắm á, quá chừng. Đây vẽ đồ chơi nít, nữ trang. Khu này giống như làm đồ đang móc thêu thùa, điêu khắc nghệ thuật này kia. Công nhận ở Ao Nang này hai cái chợ đêm rần rần mà lớn, du khách rất là đông. Người Thái Lan thì họ lái xe đi bộ bên trái, nhưng mà khi mình đi bộ á là đa số mọi người đi đều đi bên phải, bởi vì nhiều người du khách tới đó họ quen đi bên phải, thành ra mình đi theo cái luồng đó dễ. Còn nếu bắt chước người Thái mình đi bên trái thì nó đụng người hoài à. Du khách đông lắm, mà những người buôn bán ở đây rất là hiền, rất là dễ thương. Họ chào hỏi, rồi họ bán đồ, rồi khi mà mình vô hỏi biết giá rồi mà mình thấy không có vừa ý thì mình quay qua mình cảm ơn, rồi họ cảm ơn mình mà rất là vui. Buôn bán như vậy thì thu hút du khách người ta trở lại, cho nên mình nhìn thấy đây du khách khắp nơi luôn.
đi đây rất là dễ lạc, cho nên mình phải có những cái giao ước để mà không bị lạc. Chợ đêm Ao Năng Landmark. Người địa phương ở đây thì nói chợ này là cho du khách. Mà thiệt mình tới đây du khách rất là đông. Còn nếu như mà ở gần cái khách sạn mình, ra khỏi khách sạn quẹo trái thì là cái khu Local Night Market. Cũng rất là phồn thịnh, rất là đông. Giá thì có lẽ là nó đỡ hơn. Ở đây bán đủ thứ loại dầu này, dầu nọ, có nước này, nước khác. Mình quen mua cái dầu màu cam này, cho nên ghé đây mua 100 bạc 4 cái. Đây làm tattoo xăm, mà đa số là xăm giả thôi, dán lên chơi được mấy tuần. Ở Việt Nam gần như chỉ có Phú Quốc nó mới làm mấy cái bao của passport rồi gắn chữ rồi đó. Qua bên đây thấy rất là nhiều. Con gái làm cũng hai cái thêm. Phú Quốc bữa hôm làm mấy cái luôn. Tối ở chợ đêm này có múa lửa 9 giờ tối. Múa lửa có phá bông luôn.
ở đây chợ đêm, rồi đi dọc theo phố của chợ đêm mình thấy nó có cái đường đi bộ rồi chia cái làn vàng ở chính giữa đó. Nếu ít người thì họ đi mỗi mỗi bên một hướng, đông người thì đi hơi lộn xộn bởi vì có nhiều du khách đó, còn xe thì đậu mấy bên ngoài, cho nên xe ra xe, cây ra cây, cỏ ra cỏ, đường đi bộ ra đường đi bộ, buôn bán ra buôn bán. Cho nên mình thấy người du khách tới người ta rất là thoải mái mà người ta cũng thích đi nữa, ngay cả người Việt Nam cũng thích ở đây nữa. Hẹn gặp các bạn ở video kế tiếp. Bye.